Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sao Tổng Bí thư Trọng không sang thăm Mỹ mà để Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam. Tổng thống Mỹ Biden thăm Việt Nam trong các ngày 10 và 11 tháng 9 mà không phải là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bay sang Mỹ như lời đồn đoán trước đó để tiến hành ký kết việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Là có lý do đằng sau của nó. Dù rằng có một việc cần thiết đối với Việt Nam hơn so với Hoa Kỳ, lẽ ra Châu phải đi tìm cọc chứ sao để cọc sang tìm Châu. Nghĩa là Việt Nam cần phải chủ động sang Mỹ thì hợp lý hơn. Tổng Bí thư Trọng và Phó Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến thăm Mỹ của ông Trọng vào năm 2015 khi đó. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc coi việc ông Trọng không phải sang Mỹ là một thắng lợi của Việt Nam. Đó là ẩn ý gì? Và nó có liên quan gì đến câu chuyện xảy ra vào năm 2015 khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị lên đường sang thăm Mỹ thì xuất hiện một âm mưu chính biến của tướng lĩnh quân đội. Song âm mưu đó đã bị cơ quan tình báo Bộ Công an là Tổng cục 5 phát hiện nhờ thông tin của cơ quan tình báo Mỹ. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang sau đó đã được ông Trọng trả ơn bằng chiếc ghế chủ tịch nước sau Đại hội 12 và đổi lại ông Quang bị mắc bệnh lạ. Bắt đầu bằng sự kiện vào ngày 3 tháng 7 năm 2015, lãnh đạo Bộ Quốc phòng bất ngờ ra quyết định cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Phí Quốc Tuấn và Chính ủy Lê Hùng Mạnh nghỉ hưu trước tuổi, trong khi cả hai cùng sinh vào năm 1957, để thay thế bằng các tướng Nguyễn Doãn Anh giữ chức Tư lệnh và tướng Nguyễn Thế Kết giữ chức Chính ủy. Việc nghỉ hưu của hai vị tướng chỉ huy cao nhất của Bộ Tư lệnh Thủ đô xảy ra cùng lúc với sự vắng bóng của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, càng khẳng định các tin đồn về âm mưu đảo chính đưa đến việc đình chỉ và quản chế bộ ba Phùng Quang Thanh, Phí Quốc Tuấn và Lê Hùng Mạnh. Đại tướng Phùng Quang Thanh trong buổi lễ khát vọng đoàn tụ. Quyết định thay thế đột ngột Tư lệnh và Chính ủy quân khu thủ đô với lý do trước tháng 7 năm 2015 đã có các dấu hiệu được cho là liên quan tới một âm mưu đảo chính. Cụ thể như: một là trong hội nghị thi đua quyết thắng toàn quân tổ chức vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, bất ngờ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố yêu cầu quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với hiến pháp. Đó là một tuyên bố được đánh giá là hiệu lệnh cho các tướng lĩnh quân đội ra tay. Đáng chú ý, hội nghị thi đua toàn quân năm đó không thấy xuất hiện của các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang. Phải chăng những người này đã được thông báo trước rồi? Thứ hai là vào ngày 19 tháng 6 năm 2015, Thông tấn xã Việt Nam cũng đưa tin Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm Pháp và gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp James, nhưng hoàn toàn không có hãng thông tấn phương Tây nào loan tin này cả. Theo giới quan sát, đó chỉ là cách ngụy trang cho việc Phùng Quang Thanh đã bị quản thúc tại Hà Nội. Và sau đó 5 ngày vào ngày 24 tháng 6 năm 2015, giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương thông báo chính thức Phùng Quang Thanh đi chữa bệnh tại Pháp. Đồng thời, trên mạng xã hội cũng rộ lên tin đồn Phùng Quang Thanh bị ám sát tại thủ đô Paris. Trước sức ép mạnh mẽ của dư luận, lãnh đạo Việt Nam không thể phải giữ mãi tình trạng vắng mặt bí ẩn của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Cho nên, tối ngày 27 tháng 7 năm 2015, lãnh đạo Việt Nam buộc phải để cho Phùng Quang Thanh xuất hiện trở lại trong chương trình giao lưu nghệ thuật Khát vọng đoàn tụ. Nghĩa là sau đúng một tháng vắng bóng, tướng Phùng Quang Thanh chính thức trở lại nhưng bị quản thúc tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Lúc đó, Thiếu tướng Ngô Quang Liêm, trợ lý của Phùng Quang Thanh, nói với báo chí rằng vì lý do sức khỏe, Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ ở lại trụ sở Bộ Quốc phòng chứ không về nhà riêng nữa. Nghĩa là Phùng Quang Thanh đã chính thức bị quản thúc. Chủ tịch Trần Đại Quang sau đó cũng nhiễm virus hiếm gặp. Trước đó, để tạo điều kiện cho Phùng Quang Thanh xuất hiện trong đêm ngày 27 tháng 7 năm 2015, trong các ngày 16 và 18 tháng 7, lãnh đạo Việt Nam đã đón tiếp Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ, thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất ngờ sang thăm Việt Nam. Chuyến thăm đột ngột và bất thường của Trương Cao Lệ được báo chí đưa tin là để tăng cường giao lưu trao đổi giữa hai đảng, hai nhà nước,
nhưng thực chất là để cứu Phùng Quang Thanh. Và sau đó, Phùng Quang Thanh không hề bị xử lý kỷ luật, thậm chí tại Đại hội 12, Phùng Quang Thanh vẫn xuất hiện trên đoàn chủ tịch đại hội. Qua sự kiện Phùng Quang Thanh và mưu đảo chính bất thành cho thấy, ban lãnh đạo Bắc Kinh đã sử dụng Phùng Quang Thanh để ngăn chặn Nguyễn Phú Trọng đi thăm Hoa Kỳ. Dù âm mưu đảo chính bị phát hiện, song rất có thể đó chỉ là một kế hoạch mang tính dàn mặt của Trung Quốc đối với lãnh đạo Việt Nam mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Vì sao Tổng Bí thư Trọng không sang thăm Mỹ mà để Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao ký chưa giáo mực nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ, Hà Nội đã trở mặt với Washington. Vào ngày 10 tháng 9, Việt Nam-Hoa Kỳ đã chính thức ký kết thỏa thuận nâng cấp mối quan hệ ngoại giao vượt cấp trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Một mối quan hệ chiến lược mang tầm thế kỷ. Vậy mà chỉ sau đó ít ngày, khi chữ ký còn chưa giáo mực, một số quan chức Việt Nam đã đưa ra những tuyên bố được đánh giá là cố ý nhằm hạ thấp vai trò và vị thế của Hoa Kỳ. Cụ thể vào ngày 14 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, ban đầu Tổng thống Biden mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Tuy nhiên, do điều kiện chưa cho phép, Tổng Bí thư Trọng chưa thực hiện được chuyến thăm đó và đã gửi thư mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam. Trong lúc trên thực tế vào tháng 7 năm 2023, ông Biden đã nói với cử tri Mỹ rằng người đứng đầu Việt Nam gọi điện thoại trực tiếp tha thiết mời Tổng thống Mỹ sang Hà Nội để ký kết nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước. Không phải là Tổng thống Mỹ mời ông Trọng rồi ông Trọng viết thư mời lại. Còn Thủ tướng Chính thì vào ngày 7 tháng 9 cùng một giọng nói rằng Hoa Kỳ phải thừa nhận thể chế chính trị của Việt Nam. Trong khi theo nguyên tắc của ngoại giao thông thường cần dựa trên cơ sở bình đẳng, chứ làm gì có chữ phải hay bắt buộc, như ông Phạm Minh Chính đã nói. Tổng Bí thư Trọng và ông Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến thăm Việt Nam của ông vào tháng 9 năm 2023. Việt Nam phải gấp rút ký kết nâng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ là điều bắt buộc để cứu chế độ, vì chỗ dựa cố hữu của họ là Trung Quốc và Nga đã quá lung lay. Trong quá khứ, trụ cột và chỗ dựa Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây luôn là Liên Xô và Trung Quốc. Sau này là Nga và Trung Quốc. Đó là các cường quốc có cùng ý thức hệ cộng sản. Tuy bối cảnh lịch sử ở các thời điểm khác nhau, song ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội luôn ngả nghiêng từ Nga sang Trung Quốc hay ngược lại. Kể cả cá nhân các lãnh đạo cộng sản về lập trường cũng chao đảo, lúc thân Nga, lúc thân Trung Quốc, mà Lê Duẩn với vụ án xét lại chống đảng là một ví dụ điển hình. Với sức ép nặng nề từ Bắc Kinh, kể từ năm 1978, Việt Nam đã quyết định dựa hẳn vào Liên Xô khi ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Liên Xô-Việt Nam, với hy vọng dựa vào Liên Xô để chống lại Trung Quốc, và cuối cùng cũng đã thất bại. Hội nghị Thành Đô vào tháng 9 năm 1990 tại Trung Quốc. Việc Việt Nam thúc thủ và buộc phải đầu hàng Bắc Kinh thông qua hội nghị Thành Đô vào năm 1990 đã bắt đầu vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai. Kể từ đó, Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc trên mọi phương diện, từ chính trị, kinh tế đến cả văn hóa. Việt Nam đã trở thành một bản sao không thể khác theo yêu cầu của Trung Quốc. Song với bản chất lá mặt lá trái, Hà Nội dù bị Bắc Kinh cương tỏa thì họ vẫn tìm cách duy trì mối quan hệ với Moscow, hy vọng Nga trở thành đối trọng với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, nơi đang bị Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng. Kể từ tháng 2 năm 2022, khi cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra, khi đó Hà Nội vẫn chủ trương coi Moscow và Bắc Kinh là những đồng minh chiến lược. Những lá phiếu của Việt Nam đối với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine được dập khuôn y chang như lá phiếu của Trung Quốc bởi lý do
như vậy. Nhưng đến nay, Nga đã thất thế trong cuộc chiến Ukraine, đánh mãi không thắng, trong khi bị thế giới đồng loạt tẩy chay và cô lập. Trong khi đó, tình hình chính trị trên chính trường Trung Nam Hải rất xấu, cộng với nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với một cuộc suy thoái lớn. Cùng lúc, Trung Quốc bị Hoa Kỳ và các đồng minh xếp vào loại đối thủ nguy hiểm, với mục tiêu kiềm chế sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đó cũng là lý do với chính sách đối ngoại của Việt Nam với Nga và Trung Quốc bắt buộc phải thay đổi. Dù cho Hà Nội là một bản sao của Bắc Kinh, nhưng khi Trung Quốc đối diện với nguy cơ đổ vỡ, thì lãnh đạo Việt Nam không muốn chết lầy. Hơn nữa, nguy cơ và vị thế của nước Nga đang tuột dốc về zero, tức là con số 0, do các biện pháp cấm vận và trừng phạt của Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây rất dữ dội. Song, Đảng lại không muốn bị mất mặt với quốc tế cũng như dân chúng Việt Nam, đặc biệt là với lực lượng cán bộ cách mạng lão thành và cựu chiến binh có ảnh hưởng khá lớn. Đó là lý do khiến ban lãnh đạo Việt Nam cử các nhân vật tên tuổi đưa ra các phát biểu cố ý nhằm mục đích hạ thấp vai trò và vị thế của nước Mỹ như thế. Điều đó cho thấy giới chức lãnh đạo Việt Nam bất chấp tất cả, miễn là có lợi cho Đảng, để duy trì sự cầm quyền của họ. Còn ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam giờ đây chỉ có giá trị trên khẩu hiệu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao ký chưa ráo mực nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ, Hà Nội đã trở mặt với Washington. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.